Hôm nay cô giáo sẽ hướng dẫn các em ôn tập bài thi hiện tại hoàn thành. Cô và trò chúng ta cùng ôn tập nhé. Chúng ta thấy cái thì hiện tại hoàn thành là diễn tả sự việc đã xảy ra tại một thời điểm không xác định trong quá khứ. Hiện tại hoàn thành dùng chung với những cụm từ mang nghĩa thời gian không xác định như ever, never, once, many times, several times, before, so far, already, yet, seen, for, v.v. Hiện tại thứ nhất, hiện tại hoàn thành được dùng để nói về sự việc vừa mới xảy ra và hậu quả của nó vẫn còn ảnh hưởng đến hiện tại. I have broken my watch, so I don't know what time it is. They have a meeting. She have taken my copy. I don't have a watch. Thứ hai, khi nói về một sự việc mới diễn ra gần đây, dùng các từ như thus, already, have, yes. We have already talked about thus. She hasn't arrived yet. I have a thought than it. They have already met. They haven't known yet. Have you spoken to him yet? Thứ ba, thì hiện tại hoàn thành dùng để nói về sự việc xảy ra trong quá khứ và vẫn còn tiếp diễn ở hiện tại. Cách dùng này sẽ sử dụng since và for. Có thể dùng how long để cho biết sự việc đã kéo dài bao lâu. I have been a teacher for more than 10 years. We haven't seen one since Friday. How long have you been at this school? Tiếp theo, thứ tư thì hiện tại hoàn thành được dùng để nói về trải nghiệm hay kinh nghiệm, thường dùng ever, before và never khi nói về những kinh nghiệm. Have you ever been to Nha Trang? I think I have seen that movie before. Has she ever talked to you about the problems? I never meet the problem. Thứ năm là chúng ta có thể dùng thì hiện tại hoàn thành để nói về sự việc lặp đi lặp lại nhiều lần trong quá khứ. We have been to Singapore a lot over the last few years. She has done this type of project many times before. We have mentioned it to them on several occasions over the last months. The army has attacked that city 5 times. Và dưới đây là cái công thức của thì hiện tại hoàn thành. Và thứ nhất sẽ khẳng định. Ta có chủ ngữ cộng với have, cái giờ cộng với quá khứ, phân từ hai tức là cái cọc số 3 ấy mà cô đã giới thiệu với các em. Tiếp theo là câu phủ định, như câu khẳng định là I have spoken to him, là I have been at this school for 10 years. Câu phủ định chủ ngữ cộng với have not hoặc has not cộng với quá khứ phân từ 2, tức là cọc số 3 cô đã giới thiệu. Chủ ngữ cộng với haven't hoặc hasn't là giảm viết tắt. I haven't spoken to him. I haven't ever been to Argentina. Câu nghi vấn thì chúng ta đưa cái động từ have và has hoặc has ở lên đầu câu và chủ ngữ tiếp theo. Have you spoken to him yet? Và chết thần thần đứng ở cuối câu và nó giả câu hỏi và câu phủ định. How long have you been at this school? Tiếp theo thì đây là bài tập vận dụng. Chúng ta sẽ chia động từ thì hiện tại hoàn thành. Thì chúng ta nhìn vào bài tập này thì chúng ta nhìn vào cô giáo, đây là chúng ta sẽ dùng thì hiện tại hoàn thành để chia động từ. Xong thì cái phần này thì cô giáo cũng đưa bài tập luôn và cô giáo đưa kết quả luôn để các em tham khảo. Thì cô đã chia như này: I have not booked today. We have bought a new land. Và 10 câu này thì chúng ta xem và tham khảo. Và chúng ta nhìn vào bài tập về nhà như sau. 10 câu này chúng ta sau chúng ta bài nhà chúng ta khảo này. Và còn đây là cô giáo bài tập về nhà. Learn by heart all the structure. Use present perfect to write at least 5 sentences. Đấy, chúng ta sử dụng thì hoàn tại hiện thành viết ít nhất là 5 câu. Và các em sẽ
nộp cho cô giáo vào trong tuần này, chậm nhất là vào thứ sáu, ít nhất là 5 câu chúng ta có thể là viết nhiều hơn nữa để củng cố thêm kiến thức. Xin chào và hẹn gặp lại các em. Xin chào các em.